cả nhà. Chào cả nhà, good morning. Hôm nay sáng thứ bảy, vợ chồng Cam Thiên đang trên đường đi đến nhà thờ Holy Name of Jesus ở Raleigh á, để dự một cái lễ rất rất là quan trọng của thầy Giuse Lê Viết Công. Năm ngoái là mình đi dự lễ thầy, đi kinh làm thầy đó, rồi năm nay là thầy là được phong chức linh mục. Đúng rồi. Thầy Công là lớn lên ở giáo xứ này nè, St. Mary Missouri. Ok, Cam Thiên mời cả nhà đi dự lễ quan trọng của thầy nghe. Sớm 25 phút mình hả? Hy vọng vô là mình có chỗ ngồi. Hôm nay cũng là ngày thứ bảy đầu tháng. Đó, mọi người đẹp quá nè. Phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con.
Welcome, and I'd like to welcome our friend, Colonel Fine. Thank you for being here. You have been dealing with our seminarians and you have blessed us with your presence. And my brother priest, and all of you came to this morning. In this blessed moment, in which the Spirit is all over, Thank you.
is the measure of Jesus. And every sacrament is an expression of love. Because it is the life of Jesus come to us through the sacraments. And it means the streets of the service. And you become, after you were ordained, co-workers of the mission. What is such an honor for me? We need to have two new co-workers. Both of them. Working together, we hope to bring something good to the people of our church. I'm so happy. Looking to work with both of you and share the beautiful treasure of our faith, love, the kindness, the compassion. As I told you before, enjoy the moment. Let the next thing happen, because you need to relax, experience. Today, in the celebration to the love and the power of the Holy Spirit that you celebrate. Don't do that today. You need to let go and dive deep in what we celebrate. Life, love, mercy, compassion, all of that, that is Jesus himself. We continue with the beautiful celebration. It's wonderful. And I would ask all of you, see in the pews, how we are aligning ourselves with this new future priest. How we are aligning ourselves with him. How much are we praying for him? How much from the pew we are loving him? How we pray together that we are part of this celebration in which Jesus is using each one of us to let them know how much he loved them. Before you enter the order of the priesthood, you must declare before the people your resolve. Do you resolve to be united more closely each day? With the promise of respect and obedience to me and my successors. May God have the honor of the good work in you, bring it to fulfillment. Thank you.
Come, the Lord Jesus Christ. Receive the oblation of the holy people to be offered to God. Understand what you will do. Imitate what you will celebrate and conform your life to the mystery of the most of us.
thank you again to the families. I remember what I always say at the day of ordination. They are your sons. Call them by their name. It was uncommon. I do not worry about how they call them when they are drunk. Help them to keep rooted in reality. Help them to be a living as a son, as a brother, grandson, uncle, all of them. Because that is the way that we and they will continue the journey as a priest. With your help. And all of you, thank you for being here. Thank you for this beautiful celebration of all of us who took part. Thank you for being here. I'd like to thank and congratulate Church for Ross and God. This is the best diocese now, it's not the best diocese. The Lord be with you. And your mighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you.
chúc mừng gia đình của cha Sơ Tâm đây. Chúc mừng gia đình và rất là hạnh phúc gì ha, gia đình cha đây, bà cô đây. Chúc mừng chào sơ, Việt Nam qua. Ở đâu sơ? Ở Bà Rịa. Bà Rịa qua. Anh quay đi, quay đi. Chụp hình nha. Cha đàn hát hay á chị ơi, ca đàn La Vang. Có một thành viên mới trong gia đình, chúc mừng bà cố. Rồi xin xin cha mới tán thành cho con luôn nha. Sợ mấy người chút trước hết phước lành, chút trước chút sau giống nha. Anh giống. Tường nó quay qua hướng bên kia không thì cũng thấy phải. Mấy chục năm rồi, mấy lần đầu tiên có cha không? Chị ở ngoài này á, họ làm tình của Nhật 2 tuần luôn. Wow. Đây là chị cố. Chị của cha công đây. Ở Phương, đây là Phương. Chúc mừng nha, Phương và gia đình. Đó, tình thương yêu của Chúa đã mang cho gia đình. Là sung sướng. Gia đình chữa thầy cha Mạnh có cảm nghĩ gì không cha? Niềm vui cho mọi người con. Dạ dạ. Cha Mạnh là lúc nào cũng mạnh. Cha Mạnh là strong and handsome. Cha là cha chứng kiến cha công là từ nhỏ xíu hả cha? Bao nhiêu tuổi thì cha biết? Hồi đó mới qua biển, hồi đó có 2 tuổi rồi nè. Vậy đó, là cha đỡ đầu đó. Đầu rồi. À, vậy hả? Nhưng mà cũng nhờ cha nói mới đi tu phải không? Không thì nó ý định là mọi người kêu gọi. À, được Chúa kêu gọi. Cộng đoàn mình ở đây 30 năm mới có một người hả cha? 30 năm có người. Cha là đầu đầu tiên. Yeah. Wow. Vui mừng ha. Cha hả? Cha. Chụp cha tắm cha. Con chưa chụp. Cha vui quá cha hả? Cộng đồng Việt Nam mình có thấy hôm nay đi lễ thì cộng đồng. Dạ đông quá trời. Ai cũng vui mừng nha. Hình như 20 mấy cha Việt Nam. Còn cộng đồng là mấy cha? Xưa là cha ở Việt Nam là đông hơn nữa không? Không giỡn. Cha. Sao? Không, lấy thấy cha qua mình có nhà thờ mới rồi, có thêm tin mừng mới. Người Việt Nam đầu tiên, người Việt Nam đầu tiên ở Greensboro cha. Quá thương hạnh hả?
Chào mình. Tạ ơn Chúa. Dạ, yeah, tạ ơn Chúa. Chúc mẹ nè. Con nhập tấm hình. Chào chị. Mình đứng đây mình chờ. Mình đứng nhìn chị em được sao. Cha chơi bước lên là nổi tiếng lắm cả nhà. Rồi chụp với cái trang tắm. Ê thằng đây phó chủ tịch nhà thờ nghe. Quay sơ nhà thờ đẹp quá anh ơi. Ồ vậy hả. Thánh. Hello anh Dũng, anh Dũng khỏe không? Chị đâu? Chị gì đâu? Chị đâu? Ờ, qua bên kia trước hả anh Dũng? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống gắn bó với Chúa và khám phá ra vẻ đẹp cao quý của hình ảnh Chúa nơi bản thân chúng con, cũng như nhận ra hình ảnh của Chúa nơi những người chúng con gặp gỡ hằng ngày, để qua đó chúng con biết sống đúng với phẩm giá Kitô hữu của mình và tôn trọng phẩm giá của người khác. Amen. Xin hãy ở cùng con. Từng ngày xin đỡ nâng đời con. Từng ngày xin đồng hành với con. Chúa ơi, từng ngày xin biến đổi lòng con. Từng ngày xin biến đổi tim con. Con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng.
để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ trong đời yêu mến. Xin hãy ở cùng con từng ngày, xin đỡ nâng đời con từng ngày, xin đồng hành với con Chúa ơi. Xin biến đổi lòng con từng ngày, xin biến đổi tim con để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa.